Mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đạo Tràng Tây Hồ Formosa vào ngày mùng 1 tháng 10 năm 1987 với chủ đề Âm Dương Quân Bình Mới Là Phật. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 4. khuyên quý vị đừng tu pháp môn quán âm, bởi vì khi tu rồi, nếu có người giận mình, mình sẽ không giận họ, như vậy có phải là bất công không? Dù người ta lấy tiền của mình, mình cũng hoan hỷ cho họ, vì mình đã biết có tiền cũng như không có tiền vậy. Tu hành rồi, rất có thể đối với chồng vợ cũng không cảm thấy luyến á gì, đối với bạn bè cũng vậy, ngay cả việc ăn uống cũng không có khẩu vị tu hành như vậy thì có gì hay cho nên tôi nghĩ rằng tốt nhất là đừng nên tu pháp môn quán âm bởi vì tu rồi sẽ không còn coi trọng danh lợi không tham lam tiền bạc chỉ cần đủ dùng thôi trước kia thích có nhiều tiền bây giờ hình như không coi trọng có thì dùng không có cũng không sao người ta thì ăn thịt mình tu hành rồi lại ăn chay người khác sẽ thấy mình kỳ cục nếu mọi người đều ăn chay người bán thịt sẽ thất nghiệp thì sao như vậy phải chăng là mình không có tâm từ bi quý vị đều nói rằng tu pháp môn quán âm rất tốt nhưng tôi nhận thấy không phải vậy tu rồi có thể cũng giống như tôi khi người ta hỏi đến lại không thể trả lời được mới đây có người hỏi tôi đại sư có biết phật giáo là gì không tôi đáp không biết người đó lại hỏi pháp môn quán âm là gì tôi cũng nói không ra có một lần có một vị hòa thượng mời tôi rời ghế chủ tọa với lý do thiền sư nói không được có nghĩa là thiền sư không phải là thiền sư mời thiền sư hạ tọa tôi vốn đã muốn xuống đài vì vị đó nói đúng nhưng tôi mệt quá không thể rời ghế được cho nên ngồi im không nhúc nhích Tu pháp môn Quán Âm rồi sẽ trở thành một người khờ dại, bất cứ ai nói gì cũng được, không muốn biện luận, cũng không muốn tranh cãi, như vậy có gì tốt. Khi chưa tu pháp môn Quán Âm còn có thể biện luận với người ta, thiền là gì, đắc được Bồ đề là tình trạng như thế nào, thành Phật, thành Bồ Tát rồi sẽ như thế nào, vân vân. Nhưng tu pháp môn Quán Âm rồi, càng ngày càng lười nói và nói cũng không ra lời vì cảm thấy không thể nào dùng ngôn ngữ phàm phu để diễn đạt thực trạng càng nói càng lìa xa chân lý vì những lý do trên tôi nhận thấy tu pháp môn quán âm không tốt xưa kia tôi ăn cơm rất nhiều hiện giờ càng ngày ăn càng ít đôi khi không muốn ăn gì hết như vậy tu pháp môn quán âm có gì tốt đâu lẽ ra chúng ta sống trên thế giới ta bà này đều là ăn uống vui chơi, có phải không? Nhưng sau khi tu rồi, dù có đi chơi, cũng cảm thấy không ham thích. Không phải là ghét đi chơi, muốn chơi cũng được, nhưng không còn sự áo ước như ngày xưa. Ăn món gì ngon cũng khen, nhưng không tham ăn giống như trước nữa. Tu càng nhiều, hình như càng khác với người thường. Quý vị coi, tôi muốn nói lại nói không ra, hoặc nói được thì lại ngược với đa số người. Đó là bởi vì tu pháp môn Quán Âm. Cho nên quý vị đừng hỏi. Tu pháp môn Quán Âm sẽ ra sao? Tôi nói là không có gì tốt. Tu các pháp môn khác còn có thần thông, có một chút lực lượng để đi cứu bệnh cho người khác, có thể đi lại Phật, lên núi hành hương. Khi có khó khăn còn biết nghĩ đến Phật, an ủi lấy mình khi gặp trường hợp không như ý, hay có bệnh khổ sở, có thể cầu quán thế âm Bồ Tát giúp đỡ. Nhưng sau khi tu pháp môn Quán Âm, sẽ không muốn cầu ai, cũng không còn Phật để cầu, lúc đó Phật cũng chạy mất rồi. Sau khi tu pháp môn Quán Âm, tất cả danh lợi, xa hoa vật chất, tham sân si đều mất hết, thậm chí luôn cả Phật cũng không còn. Tu hành như vậy có gì tốt? lỡ sau này bơ vơ thì sao không có quán thế âm bồ tát cũng không có phật làm sao mà sống tình chồng vợ cũng không có gì lưu luyến danh lợi cũng mất đi sức hấp dẫn ăn uống chẳng còn kén chọn trước kia còn lựa món này ngon món kia không ngon bây giờ bất cứ ăn sao cũng được có gì ăn đó trước kia ngồi xe là muốn loại xe mà mọi người ưa thích nhất đáp máy bay hạng nhất bây giờ tất cả đều không đáng bận tâm đến nữa tu pháp môn quán âm càng nhiều càng mất đi những thói quen ngày xưa tu càng nhiều nữa cái gì cũng không còn luôn cả không cũng không có luôn trước khi tu pháp môn quán âm còn có thể nói đạo lý không không còn biết họa vòng tròn thiền biểu thị ta tu cái này cũng như vị đại tu hành ở phủ lý khi tôi hỏi sư tu pháp gì ông ta không nói một lời chỉ họa một vòng tròn tu pháp môn quán âm rồi không thể làm như vậy cho dù cái được gọi là không cũng không thể tu luôn cả đại diện cho thiền tối cao mình cũng không biết bày tỏ vậy tu hành có tốt gì đâu vị này ý chỉ một đệ tử nên về nhà tu thiền thì mới có cái vòng tròn mà họa được theo tôi tu thì không có gì hết tất cả đều đổ xuống ống cống hết không thể dùng được mà cũng không biết cách dùng có hiểu ý của tôi không cho nên càng tu càng dốt ngay cả pháp thiền tối cao cũng không biết đường biểu thị thí dụ người ta đến nói với tôi tu thiền có thể lập tức thành phật tôi cũng mặc kệ bởi vì với tôi luôn cả phật cũng không còn nữa cho nên tôi cảnh cáo quý vị tốt nhất đừng tu pháp môn quán âm về lạy Phật đi. Như vậy khi quý vị gặp khổ nạn mới có thể nói chuyện với Phật cầu xin Phật giúp đỡ cầu xin được rất nhiều việc khi có bệnh cũng có thể cầu quán thế âm Bồ Tát ban nước đại bi cho bệnh được chống khỏi còn có thể phát nguyện trước mặt quán thế âm Bồ Tát nếu như con hết bệnh con sẽ nhưng khi tu pháp môn quán âm rồi không còn những chuyện như vậy nữa quán thế âm bồ tát chạy mất tất cả trí huệ của thế tục sẽ không còn nữa vậy làm sao đây hồi nãy có người hỏi tôi pháp môn quán âm là gì tôi thật nói không ra tôi không gạt quý vị quý vị có tin không có lúc thông minh một chút cũng biết nói nhưng bình thường là nói không ra lời và cũng không biết nên nói gì Mỗi lần có người mời tôi đi giảng kinh, tôi đều không biết ngày hôm đó nên nói gì. Những vị thiền sư có trí huệ khác đều biết cách giảng kinh. Điểm thứ nhất, nên thế nào? Điểm thứ hai, nên như thế nào? Vân vân. Đã chuẩn bị trước, có dàn bài đại cương. Nói xong điểm thứ nhất, sẽ nói đến điểm thứ hai, rồi điểm thứ ba, thứ tư, vân vân. Nhưng tôi rất dốt. Luôn cả việc như vậy cũng không biết làm cho dù muốn làm cũng không biết cách thiền sư hơi có chút trí huệ có thể giảng một bộ kinh suốt từ đầu đến cuối lại có rất nhiều tài liệu để tham khảo còn tôi luôn cả chuyện như vậy cũng không thể làm nếu muốn tôi giảng một quyển kinh có thể tôi sẽ ngủ gục lúc đó không những phật mà luôn cả tôi cũng đi mất ở đức đôi khi tôi cũng đọc kinh bởi vì chùa đó chuyên đọc kinh cho nên mỗi ngày tôi phải tụng kinh chung với họ tôi tụng kinh cũng được lắm nghe rất hay nhưng nếu như tôi hơi sơ ý một chút thần thức liền chạy mất lúc đó sẽ không còn người để tụng nữa tụng kinh là một việc rất mệt vì cần phải tập trung tư tưởng mới tụng được cho nên tôi rất khâm phục người tụng kinh tôi càng tu hành càng khâm phục họ tôi thường nói tụng kinh không tốt không có ích lại phật cũng không ít lợi. Nhưng hôm nay lại nói khác. Phiền quý vị viết xuống những gì tôi nói hôm nay ra sách. Chuyện này rất quan trọng. Tụng kinh rất tốt, bởi vì phải tập trung tư tưởng. Đẳng cấp phải rất cao mới có thể tụng kinh. Hiện giờ tôi không có đẳng cấp, không thể tụng, cũng không thể đọc nhiều kinh được. Bởi khi đọc kinh, sẽ cảm thấy như đã biết hết rồi, nên thấy hơi chán. Khi quý vị cảm thấy chán một việc gì, có phải muốn ngủ không? Thí dụ hiện giờ tôi giảng kinh, nếu như có người nghe không hiểu sẽ cảm thấy chán và buồn ngủ. Có một người học trò của tôi nghe tôi giảng kinh cảm thấy chán, bèn ngồi đó thiền, vãng sanh một cặp, đến Tây Phương thăm Phật A Di Đà. Một lát sau trở về, có Phật A Di Đà để nhìn là còn được lắm. Nhưng có nhiều người tu hành thấy Phật Bồ Tát rồi liền đi truyền pháp nếu như thấy được phật bồ tát nhưng tâm chưa khiêm tốn sẽ cho rằng mình tu rất giỏi tôi nghe nói có một số người chỉ thấy được bồ tát có một lần thí dụ họ thấy được quán thế âm bồ tát đem vật gì hay pháp khí cho họ liền tự cho mình là đại thiền sư kỳ thật thấy được phật một hai lần theo quan niệm dốt nát của tôi thật chẳng có gì người không tu cũng có thể thấy được quán thế âm bồ tát có nhiều người hồi giờ chưa từng tu hành chưa từng ăn chay lạy phật cũng không biết đến tôn giáo nào hết nhưng khi thọ pháp cũng có thể lập tức thấy phật bồ tát thấy được phật bồ tát cũng chỉ là thể nghiệm sơ bộ không có gì tôi dạy quý vị dù ngài có cho mình vật gì cũng đừng nhận thí dụ thấy phật bồ tát hay là người nào đó xuất hiện tặng vật gì cho mình mình đừng nên nhận nếu họ muốn thọ ký mình mình cũng không nên chấp nhận, cho dù là Quán Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, nếu mình nhận sẽ ngưng tại đó, làm nô lệ cho họ, chỉ thờ phụng họ mà không thể thành Quán Thế Âm. Có người tu đến trình độ nào đó, đi đến cảnh giới nào đó, ví dụ đến thiên đàng ăn đào tiên, liền tự cho là giỏi lắm. Trên thực tế, vũ trụ có rất nhiều cảnh giới, muốn đi đâu cũng được, rất dễ dàng, nhưng đó là vẫn còn cảnh giới để đi. Còn người đã tu đến không còn cảnh giới để đi thì chỗ nào cũng là của họ. Bất cứ ở đâu cũng đều có họ. Họ không giống như nhiều người khác. Hôm nay đi Tây Phương xem Phật A-di-đà. Ngày mai lại đi xem Quán Âm Bồ-Tát. Người thật sự tu hành cao sẽ không còn cảnh giới để phân biệt. Ở đâu cũng có họ. Quán Thế Âm Bồ-Tát là họ. Phật A Di Đà cũng là họ, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là họ, Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương cũng là họ, Phật Tỳ Lô Giá Na cũng là họ. Không phải Phật Tỳ Lô Giá Na hay Phật A Di Đà đến quán đỉnh cho hay là thọ ký cho mà họ là Phật A Di Đà, họ tức là Phật Tỳ Lô Giá Na. Ở đâu cũng có ngài. Lúc đó ngài sẽ biến thành dáng đại trí ngu ngơ bởi vì không còn lời để nói không còn cảnh giới để đi, không còn Phật để lạy, không còn ai để cầu cứu. Khi Ngài bệnh là bệnh, nhức đầu là nhức đầu, chết là chết, không có ai có thể cứu, không có thuốc để chữa trị, không có ý sĩ nào có thể tìm ra căn bệnh. Những người khác tu hành khá sẽ thấy Phật Bồ Tát. Như tôi mới nói lúc nãy, khi họ tu được một khoảng thời gian rồi, rất có thể chạy đến một cảnh giới nào đó rồi gặp được người nào hay là vị thánh nhân nào đó trong vũ trụ có một chỗ có rất nhiều thánh nhân và bậc đại tu hành cùng tu tập với nhau và cử hành pháp hội nếu có một vị đại tu hành đã tu mấy chục năm chạy đến đó thấy có nhiều vị thánh nhân đến tiếp đón và viết tên của vị này ra chào mừng đại sư nào đó quan lâm và còn thọ ký vị này hai ba năm sau sẽ trở thành giáo chủ nào đó hay đại thiền sư nổi danh nào đó vì đó nghe rồi trong lòng rất mừng tưởng rằng mình có sứ mạng nên trở về hoằng pháp độ chúng sanh cho nên mỗi lúc truyền pháp tôi đều nói rất rõ ràng thứ thể nghiệm đó không là gì chỉ là một hạng đẳng cấp mà thôi cần phải vượt qua nếu không chúng ta sẽ ngưng tại đó bởi vì còn ý niệm ta đi độ chúng sanh. Thế còn Phật, còn chúng sanh vô minh, thì không phải là đẳng cấp tối cao. Đẳng cấp tối cao lẽ ra không còn âm, cũng không còn dương. Nhưng nhiều lúc chúng ta, nếu không là quá âm, thì là quá dương. Đạo gia có hình thái cực. Một bên là đen, chính giữa có một chấm trắng. Còn một bên là trắng, chính giữa có một chấm đen, tượng trưng cho âm dương đa số chúng ta đều là âm nhiều dương ít. Có lúc thậm chí thuần âm, không có dương, nhưng có người lại thuần dương, không có âm. Âm là gì? Dương là gì? Thí dụ chúng ta rất thích một vị đại sư danh tiếng, vì quá thích Ngài, nên vì Ngài mà làm hết mọi việc, rất nhiệt tâm và vui vẻ thờ phụng Ngài. Lúc đó chúng ta là Dương, vạn nhất ngày mai, Ngài rầy la chúng ta thậm tệ, không có lý do cũng cứ rầy chúng ta cảm thấy mình không làm điều gì sai lầm và cho rằng ngài rầy oan nên cảm thấy buồn bực giận dỗi muốn bỏ đi vân vân lúc đó tức là âm âm dương dương âm đổi đi đổi lại sẽ làm cho chúng ta phát điên con người thường bị âm dương này ảnh hưởng rất nhiều cho nên mới không thể tự chủ muốn âm lại biến thành dương muốn dương lại biến thành âm nhưng phật bồ tát thì âm dương quân bình có nhiều thiền sư thích họa vòng tròn để chứng tỏ rằng họ không có âm dương nhưng nếu mình hỏi nhiều một chút họ sẽ giận ngay như là vị đại sư ở phủ lý mà tôi mới nhắc đến vậy chúng ta nên vượt qua âm dương mới là phật bồ tát những người được gọi là thiền sư thấy người là thích họa vòng tròn để tỏ rằng họ cao hơn đạo gia họ cho rằng thấy được quán thế âm bồ tát lại rất nhiều thần hay nhiều vị thầy trong quá khứ làm việc đạo đức hay kiềm chế được âm dương đều vẫn còn trong âm dương họ sẽ nói rằng tôi không có âm dương tôi đã siêu vượt qua vòng âm dương rồi nói vậy cũng đúng nhưng tôi cho quý vị hay phật bồ tát cũng có âm có dương các ngài không vượt qua đâu tuy các ngài ở trong âm dương nhưng các ngài không âm cũng không dương không phải đem âm dương bỏ hết nếu như bỏ hết sẽ biến thành như thế nào bỏ hết âm dương thì làm sao có thân thể này làm sao độ chúng sanh bởi vì có chúng sanh cần âm có chúng sanh cần dương cho nên không thể hoàn toàn bỏ hết tôi âm dương đều có nếu cần thêm tôi có thể bỏ vào cho nên đừng tưởng rằng tôi đến đây chỉ nói lời ngon ngọt, đó là cách nghĩ ngây thơ của quý vị. Như thế không thể độ chúng sanh được, phải có âm có dương mới hoàn mỹ, mới có thể độ chúng sanh. Vì sao âm dương đều phải có đầy đủ? Bởi vì có người cần phải rầy la. Thí dụ như trẻ nhỏ, có đứa mình nói ngọt được, nói một lần là nó hiểu và làm liền. Có đứa mình phải la nó, nó mới làm đã như vậy có phải cần có âm dương hay không người phàm phu chúng ta dạy trẻ nhỏ còn phải áp dụng cả âm lẫn dương huống chi là dạy người siêu tam giới làm sao có thể khỏi dùng âm dương được âm dương này tồn tại trong vũ trụ mục đích để cho chúng ta sử dụng nếu không âm dương không thể tồn tại được trên thế giới này không có một vật gì là vô dụng cũng không có gì là không tốt nhưng vì chúng ta không biết cách dùng nên mới thành vô dụng mới thành không tốt thí dụ có những loại cỏ độc tuy các y sĩ biết là độc nhưng vẫn đem cỏ này về trộn chung với những thứ khác thành thuốc bổ để có thể cứu bệnh tuy rằng là thuốc tốt nhưng nếu như dùng quá nhiều cũng sẽ thành thuốc độc có phải như vậy không cho nên âm quá ít hay âm quá nhiều đều không tốt chúng ta cần phải có âm và có dương để lúc nào cũng có thể sử dụng được đó mới là tốt chứ không phải bỏ hết âm dương bỏ mất rồi sẽ thành hư không không có một chút cảm tình nếu ngay cả cảm tình cũng không có thì làm sao đây làm sao có thể thông cảm với tâm tình của chúng sanh nếu như sau khi tu hành lại trở thành không không khi người ta đau khổ mình cũng không xúc động tu như vậy là không được rồi tuy rằng mình không có chuyện gì nhưng người khác có chuyện mình nên thông cảm với họ nếu không thì khỏi cần thành phật cũng khỏi cần độ chúng sanh càng khỏi cần giảng kinh và như vậy ở lại trên thế giới này làm gì nhưng thế giới này cũng chẳng có gì không tốt lưu lại thế giới nào cũng được dù địa ngục cũng có thể đi sao lại không thể lưu lại thế giới ta bà thế giới này đẹp như vậy có rất nhiều loại chúng sanh mỗi thứ có biểu tượng khác nhau nam nữ đều khác nhau cho dù là hai người nữ hay là hai người nam nhìn cũng không giống nhau rất có ý nghĩa chúng ta có thể mỗi ngày đi thăm nhiều người cũng có thể chuyện trò qua ngày coi núi coi nước có nhiều thứ rất có hứng thú cho nên thế giới này không phải vô dụng nó rất đẹp trong vũ trụ nhất định có một tạo hóa bởi vì tất cả vạn vật đều có người tạo ra phải có công xưởng chuyên môn chế tạo mới có thể tồn tại được chúng ta có thân thể tốt như vậy có thế giới tốt như vậy đâu thể nào lại không có người tạo ra người đó rất có thể là một thứ lực lượng rất có thể là tâm của chúng ta tuy chúng ta chưa hiểu rõ điều này nhưng nhất định phải có cái gì đã tạo ra toàn cõi vũ trụ thế giới này thấy đẹp như vậy có nhiều loại chúng sanh có cây có đá có hoa, đó nhất định là lực lượng của tạo hóa tạo ra và nhất định phải trải qua mấy trăm ngàn ức năm mới có thể tạo ra được. Lực lượng đó hay người đó đã nỗ lực làm việc, dùng rất nhiều trí huệ, rất nhiều sức tưởng tượng mới có thể tạo ra một thế giới đẹp như vậy để cho chúng ta hưởng thụ một thời gian. Dù không cần động tay, cũng có thể hưởng thụ. Thí dụ, mỗi ngày chúng ta đi thăm mọi người, không cần tốn tiền, đi ngắm cảnh núi rừng, mây nước cũng không tốn tiền. Như vậy thế giới này có gì không tốt đâu. Nếu như không tốt là bởi vì tâm của chúng ta không tốt, nhìn tốt thành xấu. Cho nên thế giới này tuy là tốt như vậy, chúng ta vẫn phá hoại nó. Đốn cây bừa bãi hay ra ngoài rừng trèo lên núi chơi, ăn uống xong, vứt túi ni lông và các lon đồ hộp ở đó. Dần dần, chỗ đó trở thành một bãi rác đó là chúng ta tự làm hư hỏng, chứ không phải thế giới này không tốt. Thế giới không tốt là do người tạo ra, có phải không? Vốn không có chuyện, nhưng vì người này giận dữ nên giết chết người kia. Rốt cuộc, thân thể đang đẹp đẽ nay biến thành thay ma tím đen, máu chảy lai láng, nằm đó bất động, cặp mắt trợn ngược, đôi mắt đó vốn rất đẹp. Hôm qua, đôi mắt đó còn mê hoặc người khác khiến người ta nhìn thấy mà thích. Nhưng hôm nay, cặp mắt đó đã mất thần vì hệ thống kim, mộc, thủy, hỏa, thổ của người đó đã bị hủy diệt mới bắt đầu trở nên xấu xí. Cho dù là người già cũng biết lo cho bản thân rất đầy đủ ví dụ như uống tóc hay là thoa mỹ phẩm để cho tiểu vũ trụ này dễ nhìn một chút. Có người già rồi mà còn kết hôn chứng tỏ họ vẫn còn đẹp khi mặc y phục cũng đứng trước gương ngắm đi ngắm lại cho đến vừa lòng rồi mới ra cửa cho nên thế giới này rất có ý nghĩa không có gì là không tốt nếu như không tốt cũng do con người tự tạo ra khi có người nào đó làm không đúng sẽ có người khác phàn nàn có phải không thí dụ có người giết vợ của người nào người chết biến thành một thây ma xấu xí chồng của nạn nhân đương nhiên sẽ rất oán hận nghĩ thầm vợ tôi hôm qua còn đẹp như vậy hôm nay lại biến thành như thế này rồi tâm thù hận nổi lên liền giết đối phương thân nhân của đối phương không dàn lòng được nên giết người này trở lại rồi thân nhân của người bị giết này lại đi giết người kia trở lại cứ thế mà mọi người giết qua giết lại thù hận vĩnh viễn không dứt thù hận khởi sự chỉ do một hai người bắt đầu Họ phá hoại thế giới này, khiến thế giới trở nên xấu xa. Thí dụ, có một người âm quá nhiều, dễ sinh giận. Chúng ta ghét người này lắm, mới đánh nhau và giết bỏ. Lúc đó, thế giới mới bắt đầu biến loạn. Đa số mọi người đều không thích phẩm chất âm, mà chỉ thích dương. Thích thấy người khác cười nhiều một chút. Tôi mới thấy người đó, cảm thấy người đó quá âm, mới cho người đó thêm một chút dương vào. Không phải tôi không thích người đó, vì tôi còn thích cho nên mới giúp người đó một chút nhưng người thường nếu cảm thấy không thích một người nào đó thì liền nghĩ đến việc hại họ thậm chí giết họ phần đông con người khi cảm thấy một người nào đó quá đen họ không đem màu trắng đến tô điểm để người đó được quân bình mà ngược lại họ muốn xóa bỏ người đó đi không giúp cho người đó tu sửa bên trong ví dụ y phục của chúng ta có một vết dơ lớn nhưng chúng ta lại quá lười biếng, không đủ lòng nhẫn nại, đem bộ y phục này đốt bỏ đi. lẽ ra có thể đem đi giặt, giặt rồi vẫn có thể dùng. nếu như không giặt được sạch sẽ, cũng có thể dùng những màu sắc khác để nhuộm, biến đổi thành một bộ y phục đẹp đẽ, hoặc là vẽ hai ba đố hoa lớn ở nơi bị biến màu đó, thì chúng ta sẽ có được một bộ y phục bông hoa đầy sáng tạo. nhưng phần lớn chúng ta đều không dùng tới trí tưởng tượng của mình ngược lại dùng quá nhiều năng lực phá hoại khi chúng ta không thích một người nào đó liền lập tức tìm cách hủy diệt họ những người nào không thích cách làm việc của chúng ta thì liền tìm cách gây phiền phức những điều này xảy ra là vì chúng ta có cách nhìn không tốt chúng ta nghĩ rằng một người nào đó không tốt nhưng người đó vẫn có người thích như thường ví dụ có một bà vợ nào đó người khác nhìn vào cảm thấy khó ưa không ai thích nhưng chồng của bà ta lại rất kính yêu bà cho nên chúng ta không có quyền sát hại kẻ khác quý vị không thể vì không thích đối phương rồi nói anh làm sao mà chịu nổi một bà vợ như vậy tôi giúp anh giết bà ta cho rồi khi quý vị giết bà vợ này chồng của bà đương nhiên sẽ vô cùng oán hận ông ta sẽ tìm quý vị để báo thù bắt đầu từ đó thế giới không còn dễ thương nữa nếu như chúng ta có thể giữ gìn được một trái tim cởi mở chúng ta sẽ cảm nhận được mọi vật đều tốt đẹp cho dù không tốt đẹp cũng sẽ tốt đẹp bởi vì không tốt đẹp cũng chẳng có gì liên hệ đến chúng ta lúc đó thế giới mới không bị loạn lạc chúng ta tu hành pháp môn quán âm rồi sẽ cảm nhận được sự tự tại cởi mở này việc gì cũng không màng việc gì cũng được tại sao lúc đó chúng ta nhìn thấy điều gì cũng tốt cũng hoàn mỹ bởi vì đại lực lượng của tạo hóa vũ trụ có thể tạo ra âm và cũng có thể tạo ra dương đó là quyền lực và cách nhìn của ngài cho nên dù chúng ta không thích một người nào đó cũng nên để cho họ được tự tại bởi vì dù đó là âm hoặc dương đều do tạo hóa tạo ra có hiểu ý của tôi không ví dụ lúc chúng ta múa rối có một người đứng ở phía sau điều khiển hai ba con rối mặc cho những con rối nhảy múa như thế này hoặc như thế khác tất cả đều do người ở phía sau gây nên không phải những con rối này hung ác hay những con rối kia lương thiện đều do người đạo diễn đứng phía sau điều khiển điện ảnh cũng vậy những minh tinh hoặc diễn viên thật ra đều giống như những người bình thường chúng ta phải không tôi từng đóng phim nên mới biết trong tôi không đẹp lắm, vừa nhỏ con, vừa thấp, vừa ốm. Nhưng sau khi được họ hóa trang xong, tôi dường như không nhận ra mình. Trông chẳng khác nào như nữ hoàng vậy. Khi tôi mặc những bộ y phục khác và hóa trang xong, hoàn toàn khác hẳn lúc tôi mặc quần áo câu bồi, chạy tới chạy lui. Lúc đó tôi chưa tu pháp môn quán âm. Sau khi hóa trang xong, cảm thấy mình như biến thành người khác. Đó là do vị đạo diễn kia biến tôi thành đẹp như vậy, cho nên tôi nhảy chung với những người đẹp khác. Lúc đó chúng tôi đều hóa trang thành công nương hay là công chúa dự tiệc chung với hoàng tử và quần thần. Trong tình trạng đó, nếu đạo diễn không chỉ, tôi làm sao diễn tuồng? Tôi cũng biết, vì bầu không khí có khác, mọi người đều rất đẹp, rất cao nhã, cho nên tôi cũng tự nhiên trở nên như vậy có người đột nhiên biến thành một người rất hung dữ vì hóa trang mà ra. Khi hóa trang, chỉ cần đeo mặt nạ đen lên mặt, mặc y phục hung dữ, thì sẽ có hình dáng rất hung dữ. Cho nên một người tầm thường, sau khi được hóa trang lên sân khấu, sẽ biến khác. Thí dụ, bạn của quý vị làm diễn viên, mặc bộ áo thời xưa, đeo râu dài, mặc thoa nhiều phấn màu trắng đen. Có phải quý vị cũng không nhận ra là bạn mình, phải không? bởi vì người này lúc đó đang thủ diễn vai trò hung ác thế giới này cũng vậy bất cứ là âm hay dương đều do tạo hóa làm ra người tốt cũng là tạo hóa muốn họ như vậy người xấu cũng là tạo hóa muốn họ như thế khi họ diễn xong vỡ tuồng của họ thay đổi y trang rửa sạch son phấn thì trở về con người bình thường cho nên chúng ta đừng quá thích âm cũng đừng quá thích dương nhưng bây giờ chúng ta chưa thực hiện được điều này nhưng tu pháp môn quán âm rồi có thể khống trị âm dương lúc đó mới có thể sử dụng âm dương mà không bị âm dương sử dụng bây giờ chúng ta đều bị âm dương điều khiển khi âm đến chúng ta rất hung rất giận thiếu chịu đựng khi dương đến thì rất vui rất khoái lạc âm dương đến với chúng ta rất tự nhiên không phải chúng ta cần nó mới lại cũng không phải chúng ta có thể bỏ âm dương vào túi rồi tùy nghi sử dụng. Lúc nào muốn dùng âm thì dùng âm, muốn dùng dương thì dùng dương, bao nhiêu cũng được như là xài tiền vậy. Có người tuy có rất nhiều tiền nhưng lại bị tiền kiềm chế, một xu cũng không dám hưởng, có bao nhiêu đều bỏ vào ngân hàng hay là chôn giấu để cho ông thổ địa coi, tự mình không dám xài, cũng không lấy ra để phụng dưỡng cha mẹ trường hợp của chúng ta cũng vậy nếu như chúng ta không dùng âm dương của chúng ta thì âm dương sẽ dùng chúng ta chúng ta sẽ không thể tự làm chủ lấy mình khi giận thì giận đến điên lên khi yêu một người cũng yêu đến phát cuồng khi mình yêu một cô gái quá sâu đậm yêu đến mức như điên cuồng bởi vì mình bị những vui giận buồn của người đó khống trị sau khi tu pháp môn quán âm rồi tuy vẫn còn hỉ nộ ái lạc nhưng chúng ta biết kiềm chế, tu hành càng nhiều, sức kiềm chế càng mạnh, thí dụ kiềm chế 20, 30, 50, 60% vân vân, theo trình độ tu hành của chúng ta mà định. Tu hành càng tốt, sự kiềm chế càng cao. Khi chúng ta có thể hoàn toàn tự chủ lấy mình, tức là thành Phật. Thành Phật không có gì giỏi, cũng không có gì thần bí hay làm không được bởi vì chúng ta đều có âm dương không cần phải ra ngoài mua mới có thể dùng bên trong của chúng ta có tất cả có âm có dương chỉ cần chúng ta dùng được nó thì rất tốt bây giờ tôi đưa ra một thí dụ rất tầm thường để dẫn chứng cho quý vị rõ đôi lúc cha mẹ không giận dỗi gì con cái cả nhưng thấy chúng ăn quá nhiều kẹo sợ chúng bị đau răng nên phải rầy la hay là thấy chúng chạy chơi nhiều quá, không làm bài vở, nên phải làm bộ tức giận, đánh đít chúng, vì biết nơi mông nhiều thịt, đánh nơi đó không gây thương tích mà chỉ bị đau một chút thôi. Làm vậy, không có phải là đánh trẻ con bừa bãi, cũng không phải vì giận dữ. Nếu như đánh vì giận sẽ khác. Lúc đó không thể kiềm chế nên hệ thấy là đánh liền, còn trường hợp này không phải giận thật, cho nên mới tìm chỗ để đánh mới biết suy nghĩ nên đánh nơi nào không đau lắm cho con mình khỏi bị thương nếu như mỗi ngày mình chỉ nói lời ngọt ngào với chúng cưng hư chúng chúng sẽ không bao giờ nghe lời cho nên có ngày cũng phải dùng pháp môn cứng đối phó với chúng cũng có thể gọi là pháp môn âm phật bồ tát cũng thế không phải ngài rủ sạch âm dương ngài có tất cả bởi vì chúng sanh rất nhiều cần nhiều thứ khác nhau nếu như phật bồ tát không có đầy đủ thì bán gì đây cho nên không thể bỏ hết âm dương thí dụ một người giàu có trong nhà vật gì cũng mua về dùng nhưng người đó lại mở một siêu thị lớn bán đủ mặt hàng không phải người đó cần những món hàng này họ đã quá giàu không còn cần gì nữa nếu có nhiều mặt hàng cũng là vì muốn tiện ích cho những người khác mới mở siêu thị đó giống như vậy phật bồ tát không thể rời chúng sanh tâm phật tức là tâm chúng sanh phiền não là bồ đề bồ đề là phiền não nhưng mà phật bồ tát đem phiền não biến thành bồ đề nếu quý vị muốn thành người như vậy thì hãy tu pháp môn quán âm bây giờ tôi đã nói hết tu pháp môn quán âm có gì không tốt cho quý vị nghe quý vị có thể chọn lựa bởi vì tu pháp môn quán âm không có gì tốt phước báo cũng không có thần thông cũng không có nếu có chăng cũng không thể dùng được tu hành muốn có tiến bộ thì không nên dùng thần thông người tu pháp môn quán âm ngay cả việc dùng thần thông cứu bệnh cho người khác cũng không được cái gì cũng không có quý vị còn muốn tu không có bao nhiêu người muốn tu có người đáp chờ tôi lo chuyện nhà xong rồi mới tu tôi không bảo quý vị bỏ con cái và gia đình hoặc không lo cho con chúng sanh thật dài Thôi, đừng có tu nữa. Quý vị còn chưa khai ngộ mà. Dù là Phật, cũng không thể cải hóa con người, không thể ảnh hưởng con người được. Quý vị làm sao ảnh hưởng được con người? Mỗi người có nhân quả của họ, mỗi người có con đường của mình để đi. Phật Thích Ca Mâu Ni từ bi nhất, lương thiện nhất mà còn bị người anh của Ngài là Đề Bà Đạt Đa muốn giết. Cho nên quý vị làm sao ảnh hưởng con của quý vị? ngã chấp lớn như vậy làm sao tu pháp môn quán âm nếu như phải suy nghĩ quá nhiều thì khỏi tu khi nào quý vị không còn nghĩ gì hết hoàn toàn tin tôi tôi dạy thế nào thì làm theo đó lúc đó mới có thể đến học bây giờ vị này còn quá chấp trước ngã chấp còn lớn lắm không thể tiêu trừ được cứ nghĩ đến chuyện của thế giới thế giới còn quan trọng hơn tôi con của vị này còn quan trọng hơn tôi còn quan trọng hơn giải thoát vậy thì đừng có tu dù bây giờ có muốn tu tôi cũng không nhận thâu người như vậy làm đệ tử chỉ đem phiền phức cho tôi hôm qua tôi không cho quý vị đi nhổ cỏ bởi vì trên núi của chúng tôi không phải ai cũng có thể đến làm cỏ được chỉ những người thọ pháp rồi mới có thể lên ăn chay lâu rồi thân khẩu ý sạch sẽ và tu hành tốt mới có thể lên cho dù là được thọ pháp rồi, cũng không thể tự ý muốn đến gặp tôi thì đến, muốn cúng dường tôi thì đến cúng dường. Nếu muốn cúng dường, phải cho biết mỗi ngày tọa thiền quán âm bao nhiêu giờ, có tiến bộ hay không. Người chưa thọ pháp muốn gặp tôi cũng vậy, tôi quá dễ dãi, nên quý vị tưởng rằng muốn lại thì lại, muốn nhìn thì nhìn, muốn học thì học, không muốn học thì thôi, bởi vì quý vị chưa thọ pháp nghe nói có dạng kinh thì đến, cho nên tôi tạm thâu và thả lỏng quý vị. Còn đối với học trò của tôi thì nghiêm khắc hơn. Nếu như vị nào còn lo nghĩ đến con cái, muốn chờ sau này mới đến tu, thì tôi khuyên vị này không cần nghĩ ngợi, cũng không cần tu hành. Cứ về nhà chăm lo cho con cái là được rồi. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đã lo cho rất nhiều con, đời sau trở lại sẽ còn có rất nhiều con để chăm sóc, thậm chí còn nhiều hơn bây giờ. Đừng lo không có con để chăm sóc, nên lo không gặp được tôi mới đúng. Đời đời kiếp kiếp đều có con cái, có rất nhiều oan gia đang đợi làm con của quý vị để cho quý vị vì họ mà tốn kém tiền bạc, thời giờ và hơi sức để lo cho chúng, cho đến khi nào lấy hết nhân quả mà quý vị đã thiếu, chúng mới đi chúng có thể đi rất sớm, 4 tuổi, 6 tuổi hay 10 tuổi đã đi rồi. Lúc đó quý vị đau lòng, khóc lóc, tưởng rằng đã mất một đứa con. Kỳ thật, quý vị nên mừng mà nói rằng, quan gia của tôi đi rồi, bây giờ tôi được tự tại hơn. Xin cảm ơn Phật Bồ Tát cho con được trả nghiệp chướng này mau như vậy. Ở thế giới của chúng ta, tất cả đều điên đảo. Chuyện quan trọng nhất, chúng ta cho là không quan trọng chuyện không quan trọng nhất ngược lại thành tối quan trọng. Cho nên chúng ta mới quan niệm rằng vợ chồng con cái là quan trọng nhất. Không phải nói vậy là chúng ta nên bỏ lơ họ. Chúng ta vẫn lo cho họ bởi kiếp trước chúng ta đã thiếu họ. Kiếp này nên hoan hỷ trả sạch, không nên buồn bực. Nhưng họ không phải là mục tiêu tối cứu cánh của chúng ta. Nếu làm như vậy, tức là điên đảo và sai lầm sở dĩ chúng ta bị luân hồi đời đời kiếp kiếp, phải giặt vớ, giặt quần lót để kiếm tiền nuôi chúng. Cho đến bây giờ vẫn còn ưa thích, vẫn lưu luyến là bởi chúng ta không hiểu được đạo lý này. Không hiểu tức là vô minh, hiểu được tức là Phật, điều này rất dễ phân biệt. Phật không khác gì chúng sanh, đổi trở lại là Phật, đổi trở qua là chúng sanh. Chúng sanh vốn cũng là Phật, chỉ có điều họ không biết họ là phật mà thôi cũng như một vị hoàng tử lúc còn nhỏ không biết mình là hoàng tử nhưng khi trưởng thành rồi sẽ biết nghe hiểu không sao quý vị cười nhiều vậy có phải muốn kiếp sau trở lại giặt quần lót nữa không nếu như quý vị quan sát tỉ mỉ sẽ hiểu được đời người như một con lừa vậy lo cho mình đã mệt lắm rồi còn phải cõng vợ cõng con như một con lừa phải tự tìm lấy cỏ ăn còn phải chở cả đống đồ đạc của người ta đưa, chịu đựng gánh nặng. Bò ngựa cũng vậy, còn phải kéo những chiếc xe lớn nặng nữa. Nếu như nghe mà hiểu và ưa thích đạo lý của tôi giảng mới được lưu lại. Trước kia tôi truyền tâm ấn quá bừa bãi, bây giờ phải nghiêm khắc một chút bởi vì có nhiều người hành động không giống bậc quân tử, không giữ chữ tín. Họ không phải đến để học Pháp mà là để ăn cắp Pháp. Khi thọ Pháp hứa với tôi sẽ ăn chay trọn đời, khi về nhà lại ngã mặn. Như vậy không được, sẽ tạo nghiệp chướng rất sâu nặng và không thể giải thoát. Tôi không thể quá khoan dung dễ dàng. Bây giờ nên nói họ phát nguyện như những lời nguyện của địa tạng vương ngày xưa. Như vậy họ mới quý tiết. Nghe nói có tôn giáo yêu cầu đệ tử phát nguyện. Ví dụ như đời đời kiếp kiếp không được rời bỏ vân vân. Tôi không có yêu cầu nhiều như vậy, kiếp này đã đủ rồi, cần chi phải yêu cầu họ đời đời kiếp kiếp không rời bỏ mình. Theo trọn một đời là đủ rồi, sau này lên cảnh giới trên không cần phải tái hợp, không cần phải đeo dính theo tôi, cho nên không thể nói đời đời kiếp kiếp không rời bỏ. Quý vị càng sớm rời khỏi tôi càng tốt, mau biến thành như tôi, thành con người tự tại khỏi cần đời đời kiếp kiếp dính với tôi. Cho dù quý vị có muốn, tôi cũng không thích. Bị người ta đeo theo khó chịu lắm. Bị học trò đeo càng thấy chán ghét. Bởi nghiệp chướng của họ sẽ trút lên mình tôi. Có lúc tôi còn chọn lựa, không thâu thứ nghiệp chướng nào đó. Nhưng đôi khi thấy chúng thật quá khổ. Tôi không nhẫn tâm từ chối. Đành nhận hết. Có hiểu ý của tôi không? Cho nên bị học trò đeo thật là chán ghét. Đa số chúng ta đều quá mềm yếu. Muốn học cái này, lại muốn học cái nọ. Nhưng chẳng học cho đến nơi đến chốn. Thí dụ trước kia phát nguyện muốn thành y sĩ, cứu bệnh cho người ta. Nhưng học mới được một, hai năm, thấy quá mệt, bèn, thay đổi ý nghĩ. Họ bệnh là chuyện của họ, mình cực khổ chi như vậy. Lúc đó, trình độ của người này sẽ vĩnh viễn ngưng tại đó người tu hành cũng vậy thọ pháp rất dễ chỉ cần tìm được minh sư là có thể thọ pháp khai ngộ là chuyện đơn giản nhất tìm được minh sư là có thể khai ngộ nhưng sợ chúng ta không thể tiếp tục khai ngộ để cho ngộ của chúng ta đóng rêu mốc vung bồi sự khai ngộ hàng ngày mới là chuyện khó rồi giới luật cần nên giữ cũng quên mất hôm nay muốn theo tôi thọ pháp liền vội vã chạy đến bảo đảm sẽ ăn chay ăn chay không thành vấn đề nhưng khi về nhà vợ không nấu chay liền kiếm cớ ăn thịt nếu như mình kiên tâm vợ mình sẽ không cấm cản mình cha mẹ mình cũng không kiềm chế mình con người chúng ta vốn biết nói chuyện tuy ngôn ngữ không có lực lượng lắm nhưng vẫn có thể làm dụng cụ liên lạc chúng ta có thể dùng lời nói nhu hòa tôn kính nhưng cương quyết để bàn luận với họ nếu hôm nay nói họ không nghe, ngày mai sẽ nói tiếp. Hiếu thảo không có nghĩa là cha mẹ cho mình uống thuốc độc, mình uống liền. Cũng không phải bị cha mẹ ép ăn thịt, mình liền quên mất lời dặn của tôi. Thật ra, việc quý vị muốn ăn thịt không có liên hệ gì đến tôi. Nhưng có nhiều chúng sanh đang chờ quý vị thành Phật để cứu họ. Có nhiều heo bò, gà vịt vân vân đang chờ quý vị ngừng ăn để cho chúng sống lâu một chút. Nếu như mọi người đều ăn chay, nhiều loài vật sẽ vui mừng, sẽ nhảy múa ca hát. Bất cứ chúng ta đi đến đâu, chúng cũng sẽ thích gần gũi và rất lưu luyến chúng ta. Có hiểu không? Đó là chúng ta đang thí vô úy để chúng sanh không cảm thấy sợ. Thí vô úy là gì? Tức là bố thí vô úy cho chúng sanh. Vô úy nghĩa là không sợ sệt chúng ta thí vô úy để cho chúng sanh an tâm và an ủi chúng. Chúng bay đừng có lo, từ nay trở đi ta không ăn thịt. Chúng bay có thể sống lâu hơn. Nếu như một mặt chúng ta muốn trường sanh bất lão, một mặt lại cho rằng ăn thịt loài vật cũng được. Như vậy có phải trái với luật nhân quả không? Có nhân gì thì sanh quả đó. Chúng ta tạo nhân chết yểu, làm sao có quả trường thọ? Muốn được trường sanh bất lão thì nên tu pháp môn quán âm. Lấy dĩ nhiên không phải là nhục thân trường sanh, bởi vì nhục thể này không có gì. Chúng ta còn có thân khác đẹp hơn, tự tại hơn, đáng cho chúng ta giữ gìn, đáng cho chúng ta chăm lo để được trường sanh bất lão. Nhục thể này chỉ là một lớp y phục mà thôi. Sau một thời gian phải cởi bỏ, cởi được bộ y phục này ra, chúng ta mới thật sự tự tại cho nên đừng có lưu luyến nhục thể này thí dụ một phạm nhân bị xiềng xích đã mấy chục năm bị còng trên cổ mấy chục năm đã quen rồi nếu như bây giờ có người nói với họ ông được tự do rồi có thể về bây giờ phải tháo còng ra phạm nhân đó nhất định sẽ cảm thấy lạ lạ cứ cho rằng mấy chục năm nay ta đã quen rồi bây giờ tự nhiên bỏ còng ra ta phải làm sao đây có lúc phạm nhân bị giam trong ngục tối đã lâu lúc mới bước ra ngoài gặp ánh nắng có thể bị mù một hai ngày cho nên một phạm nhân nếu bị giam quá lâu trước khi được trả tự do nên để họ ở một nơi nào đó một thời gian cho họ quen với đời sống bên ngoài sau đó mới thả họ ra có phải như vậy không bởi họ đã quen sống trong một căn phòng nhỏ nay ra chỗ rộng rãi và quá phức tạp họ sẽ sợ tôi không phải nói đùa đây là vấn đề tâm lý không phải chuyện dễ cũng vậy quý vị thọ pháp đều được khai ngộ hết có sư phụ là có thể khai ngộ vấn đề là mình quen với sự tự tại hay không có người còn cho rằng mình là phạm nhân nên tuy đã được tự tại từ lâu họ vẫn không tin họ đã được tự do họ vẫn còn sợ vẫn còn có mặc cảm người ta đối với họ tốt họ lại tưởng là xấu hay là khinh họ. Hôm qua, tôi gặp một phạm nhân. Người này kể rằng xưa kia sát sanh rất nhiều. Đáng lý là tù trung thân. Sau này ở trong tù mới bắt đầu tu hành. Bây giờ tuy đã được tự do rồi, nhưng người này vẫn cứ nghĩ rằng bị người ta bạc đãi vẫn cảm thấy bị người ta coi như là phạm nhân. Kỳ thật là tâm của người này không cởi mở, trong lòng lo sợ, mặc cảm chứ không phải bị xã hội bài trừ hay đối với họ không tốt. Người này cũng có vợ và một con, vợ anh vẫn thương yêu anh, nếu không sao lại kết hôn và có con với anh. Anh ta cũng có bạn bè khác, mấy người này thường mời anh ta đi ăn, khi anh bệnh, bạn bè cũng đến thăm, cùng sống chung với nhau, sao lại nói là không cưng yêu anh ta, nhưng vì tâm của anh không tha thứ cho anh mà thôi cũng như vậy khai ngộ không thành vấn đề vấn đề là sau khi thọ pháp rồi có thể buông bỏ ngay hành lý vô minh của mình được không không còn ngày ngày đeo nó trên cổ nữa có hiểu không tôi nói hôm nay quý vị khai ngộ rồi không phải chỉ nói miệng thôi tự quý vị cũng thể nghiệm được sự khai ngộ này được chứng minh liền nhưng có lẽ quý vị không tin nên khi về nhà ngày ngày vẫn ôm gói hành lý vô minh đó làm gối ngủ, quên mất sự khai ngộ lúc thọ pháp, quên mất tự mình cũng có Phật tánh, không những không lau chùi, đánh bóng Phật tánh này mà còn để cho nó đóng rêu đóng mốc. Mỗi ngày không lau chùi hành lý vô minh, không chịu tiếp tục tu hành, không quý hạt châu này, không giữ gìn, chùi rửa mà bỏ nó vào một góc, cả ngày lại chơi với đá. Quý vị có biết con nít hay chơi trò lấy đất, nắng thành bánh, lấy lá cây làm tiền hay không? Nếu không cho chơi như vậy, chúng sẽ không vui. Hoặc nếu mình nói, Đây không phải là tiền thật, về nhà mẹ sẽ cho tiền thật. Gặp lúc chúng đang hứng chơi, tuy được má chúng cho tiền thật, và bảo chúng đi mua bánh kẹo để ăn, không biết chừng sẽ cất tiền vào túi rồi lại tiếp tục trò chơi làm bánh giả có hiệu ý của tôi không? đương nhiên là cha mẹ chúng có tiền cũng có thể mua bánh thật cho chúng ăn. vấn đề là trẻ nít có thể dùng hay là có muốn dùng tiền hay không? rất có thể nó chỉ lấy bỏ vào túi, rốt cuộc quên đi. hai ba ngày sau tiền bị rách nát. có hiệu ý không? cũng tình trạng đó quý vị sẽ khai ngộ rất mau. điều này không sai. khai ngộ là chuyện đơn giản nhất trên thế giới này. Tôi chưa từng thấy có gì dễ dàng hơn khai ngộ. Tôi từng đi du ngoạn thế giới qua hơn 30 quốc gia, cảm thấy cho dù có mua thực phẩm cũng không dễ bằng khai ngộ. Thí dụ mua một món ăn gì không vừa miệng, nếu muốn mua món khác cũng phải chờ rất lâu. Thông thường, chúng ta muốn mua sắm vật gì, trước tiên phải cực nhọc kiếm tiền, rồi phải để dành chút ít, rồi mới có tiền để mua những gì mình thích mua rồi không biết chừng lại không vừa ý bởi vì trong thì đẹp nhưng lại không dùng được muốn mặc một bộ y phục vừa ý và thích hợp với mình cũng phải kiếm tiền trước rồi mới có thể mua vải sau đó còn phải chờ thật lâu thợ may mới có thời giờ may cho mình có lúc thợ may nói với mình là hai tuần lễ là xong nhưng khi mình điện thoại hỏi họ vẫn làm chưa xong chúng ta ra ngoài mua sắm cũng không dễ dù có tiền cũng vậy có lúc chúng ta phải đi mấy tiệm mới mua được món hàng mình thích cho nên mua sắm không mau bằng sự khai ngộ không dễ hơn sự khai ngộ khai ngộ là việc dễ nhất trên thế giới nếu có khó chăng là việc phải tiếp tục phát triển tiếp tục khai ngộ tiếp tục nhận thức phật tánh của mình nhiều người mới nhận biết được một chút phật tánh đã để nó đóng rêu tưởng rằng thọ pháp rồi là xong đó là cách nghĩ sai lầm phải biết quý trọng mới có thể thọ pháp trước khi thọ pháp phải tự hỏi cho rõ ta tới đây với mục đích gì vì muốn giải thoát muốn đến đây chơi hay vì tánh hiếu kỳ muốn biết sư phụ giải pháp môn gì nghe nói sư phụ giải pháp môn khác với người khác đẳng cấp cũng khác với người khác ta muốn đo lường coi trình độ của sư phụ tới đâu quý vị đo lường tôi không được đâu tôi không có chỗ để cho quý vị đo một người không có gì quý vị làm sao đo không có đẳng cấp quý vị làm sao so sánh được có hiểu không tôi không có đẳng cấp cũng không có trí huệ điểm này lúc nãy tôi đã nói rõ tôi không có khoa trương rằng mình là người có đại trí huệ cũng không nói tôi là đại trí huệ gia có người tự xưng là đại trí thức nhưng tôi không có lớn chút nào cho nên nếu quý vị muốn gọi tôi, có thể chưng bất đại thiền sư, vô trí huệ thiền sư hay vô danh thiền sư. Chữ vô của vô danh là cái gì cũng không có. Danh là tên tuổi. Vô danh không phải là không có tên, nhưng cũng có thể nói là không có tên. Nếu là như vậy, đương nhiên là không thể đo, bởi vì có đẳng cấp mới có thể đo. Có một chỗ có biên giới mới có thể đo lường. Tôi không biết mình có gì, tôi thật không có trí huệ gì. Mỗi lần quý vị đến gặp tôi đều đem theo lễ vật của mình, có người lễ vật hơi trắng, có người thì hơi đen, có người lễ vật dễ nuốt hơn, có người thì hơi đắng, có người lễ vật lớn hơn, có người thì nhỏ hơn. Bất luận như thế nào, tất cả đều là lễ vật tặng tôi, tôi cũng căn cứ theo lễ vật tùy duyên mà đáp lễ quý vị cho nên có người đến nghe kinh chỉ hiểu được phần này người thì hiểu được một phần kia hoặc chỉ nghe được phần đó mà thôi về nhà cũng chỉ nhớ phần đó những vấn đề khác đều quên hết có hiểu không quý vị đem lễ vật nào đến sẽ lại đem trở về tôi chỉ mở quà cho quý vị coi mà thôi tôi không có gì hết chỉ là một tấm gương để tấm gương tại nơi đây bất cứ ai đi qua đều thấy được diện mục bản lai like của mình thấy được mặt mũi hay là hình dáng của mình tấm gương đó không nói chuyện cũng không có hiện ra hình dạng cố định chúng ta như thế nào gương sẽ phản chiếu ra như thế ấy trước khi thuyết pháp tôi không biết sẽ phải nói gì nói rồi cũng không nhớ nữa có lẽ quý vị không tin nhưng đó là sự thật bởi vì tôi không biết tiếng trung hoa cho nên khi đệ tử in quyển, bí quyết tức khắc khai ngộ, tôi không biết trong đó nói những gì. Tuy có đệ tử đã đọc cho tôi nghe mấy lần rồi, nhưng mỗi lần đọc tôi vẫn cảm giác như là mới vậy. Tôi còn bảo người khác. Thuyết giảng được lắm. Tôi sao có thể nói được như vậy? Bởi vì tôi vô sở trụ, cho nên tôi không có trí huệ. Quý vị đừng tưởng rằng tu pháp môn quán âm rồi sẽ có đại trí huệ. Mới bắt đầu rất có thể có, nhưng sau đó không còn nữa. Trí huệ mất rồi, thành Phật cũng không được. Cho dù có thành Phật cũng không biết mình là Phật, không cách nào biết được. Nếu như có người nói, Sư là Phật. Rất có thể mình còn nhớ được một chút, tâm nghĩ. Chắc có lẽ Phật là như vậy. Hôm trước, lúc tôi từ Nghi Lan trở về, trời đã khuya, hình như là quá nửa đêm đó là giờ ăn của ngà quỷ nhưng bởi vì đi đường núi bụng khó chịu về nhà cảm thấy đói làm sao đây thôi kệ tuy là giờ ăn của quỷ đói nhưng đói bụng thì phải ăn quý vị tưởng rằng tôi đói rồi sẽ ăn rất nhiều có phải không kỳ thật tôi chỉ ăn một hai miếng là hết muốn ăn vì muốn ăn cho ngon miệng nên lúc đó tôi lấy thêm một mớ rau thơm nhưng không đủ cho nên tôi đi lấy thêm khi đến bếp lấy tự nhiên tôi ngưng lại bụng nghĩ như vậy là đời sống của phật chăng bởi vì có nhiều người nói tôi là phật nhưng tôi rất kinh ngạc phật sao lại như vậy về nhà lúc một giờ khuya đói bụng lại biết tìm rau thơm ăn trong bụng cảm thấy phật này thật lạ chắc có lẽ sau này mình phải niệm nam mô phật lạ mặt trong lúc đó tôi cảm thấy rất ngỡ ngàng cũng không phải là ngỡ ngàng nữa thật không thể nào diễn tả cảm giác đó tôi hỏi người đệ tử bên cạnh đời sống của phật là như vậy hay sao cô đệ tử còn đáp đúng đúng như vậy mới là đời sống của phật bởi vì bất cứ tôi nói gì đối với cô đệ tử đều là đúng hết tôi làm gì cũng đúng hết cho nên cô ta cho rằng như vậy mới là phật cô còn an ủi tôi sư phụ là phật thật bởi vì ngay cả những phạm nhân hôm nay khi gặp sư phụ rồi cũng cảm động cũng có thể khai ngộ nhưng tôi không có được cảm giác về phật không có phật gì có hiểu ý của tôi không ăn mì thì ăn chứ không có cảm giác là phật ăn nếu quý vị sợ gặp phải tình trạng đó thì đừng nên tu pháp môn quán âm bởi vì tu rồi sẽ không biết mình là ai dù người ta có bảo ngài là phật mình cũng không biết và cảm thấy mình vẫn như trước nếu như bây giờ có người bảo ngài là phật mình nhất định sẽ nói anh nói giỡn cho nên dù tôi có nói quý vị đều là phật quý vị cũng không tin dù có hiểu một chút cũng vẫn không hoàn toàn tin có phải như vậy không có ai hoàn toàn tin mình là phật không nếu có xin đứng dậy cho tôi đảnh lễ. Quý vị tu pháp môn Quán Âm nhiều sẽ như vậy, người khác sẽ tôn bái mình, xưng mình là Phật tại thế, nhưng tự mình lại cảm thấy không có gì, cũng không phải là không tin, nhưng cũng không phải là tin, không phải là không biết, nhưng cũng không phải là biết. Quý vị còn nhớ khi Bồ Đề Đạt Ma đến gặp Lương Võ Đế, Lương Võ Đế còn chờ ngài khen nhà vua tốt như thế nào? tài như thế nào, công đức vô lượng, vân vân. Rốt cuộc, Ngài không tán tháng gì hết. Chỉ nói với Lương Võ Đế, lập chùa hay cúng dường chư tăng đều không có công đức. Có lẽ lúc đó, Lương Võ Đế tham công án, ta là ai? Cho nên mới hỏi Bồ Đề Đạt Ma, người là ai? Ngài trả lời, tôi không biết. Rất có thể là lúc đó Ngài quá dốt, tu hành quá nhiều nên quên hết quên luôn cả ngài là ai không phải bồ đề đạt ma gạt vua cũng không phải nói đùa với vua càng không phải vì lười biếng không muốn nói hòa thượng không thể nói láo ngài thật không biết nên đáp rằng không biết lúc đó lương võ đế không hiểu được đẳng cấp không biết tưởng rằng ngài chỉ là một người phàm phu nên mới đưa đi đợi cho bồ đề đạt ma đi rồi lương võ đế mới hỏi những người khác về người mà không biết đó là ai người ta cho biết hoàng thượng chưa biết sao ngài là người đại khai ngộ bấy giờ lương võ đế mới hối hận liền phái người đuổi theo nhưng có người tâu với vua bây giờ đuổi theo ngài cũng vô ích ngài không trở về đâu cho dù cả thế giới chờ ngài ngài cũng không trở về thật là lạ tự ngài không biết được ngài nhưng ai cũng biết ngài là ai bồ đề đạt ma thật là dễ thương tôi cũng không biết mình là ai nhưng có nhiều người đến ấn chứng tôi có người nói tôi là kim cang vương phật có người nói tôi là cổ phật nhưng bởi vì quá cổ chưa từng thấy qua cũng chưa từng nghe qua cho nên không biết tên là gì cũng có người nói tôi là lưu ly vương phật có người thấy trên thân tôi có nhiều cánh tay nên gọi tôi là thiên thủ thiên nhãn quán thế âm bồ tát có người nói tôi là địa tạng vương bồ tát còn có em bé hỏi tôi sư phụ ngài có phải là đại thế chí bồ tát hay không bởi vì con thấy như vậy có người nói tôi là văn thù sư lợi bồ tát bởi vì tôi có trí huệ họ cho là như vậy không phải tôi nghĩ như vậy có người thấy thân của tôi phóng ra hào quang vòng tròn mọi người đều thấy được, đều biết được tôi là ai, nhưng riêng tôi lại không biết mình là ai. Tôi nói thật chứ không phải nói đùa, cũng không phải để so sánh với Bồ Đề Đạt Ma. Đối với tôi, ngài cũng không có gì. Tôi không cần phải nhấn mạnh với quý vị, tôi như Bồ Đề Đạt Ma, tôi không có ý đó. Ngài là ngài, tôi là tôi, không cần phải so sánh đẳng cấp, ngài thành Phật, tôi cũng không lo ngài là đấng cao nhất trong vũ trụ cũng không quan hệ gì đến tôi nhưng nói thật với quý vị tôi hiểu được ngài bởi vì tôi bây giờ cũng không biết mình là ai không phải tôi muốn so sánh có hiểu ý không rất nhiều người biết tôi là ai chỉ có tôi không tự biết được tình trạng này bởi vì tu pháp môn quán âm đáng ghét đó mà ra nếu như quý vị sợ thì đừng nên tu trước kia tôi còn cảm nhận mình là hóa thân của phật bồ tát bởi vì tôi tốt như thế tôi biết bố thí nhẫn nhục khiêm nhường ăn chay nhưng sau khi tu pháp môn quán âm rồi tôi nghĩ bò ngựa cũng biết ăn chay việc này không có gì là phi thường bố thí cũng phải có tiền mới làm được không biết chừng xưa kia thiếu của người ta nên bây giờ thấy họ liền muốn trả nợ tuy đối phương chưa mở miệng tôi đã muốn trả họ rồi như tôi vừa nói lúc nãy giống y như là oan gia đầu thai làm con của chúng ta vậy có hiểu được không có lẽ quý vị không tin tôi quý vị đến đây vì muốn nghe chân lý nhưng chân lý thường là nghịch nhỉ nếu quý vị thấy nghịch tai ở đây có bông gòn để nhét vào tai bây giờ nhét cũng quá muộn sau này trước khi giảng kinh nên phát bông gòn cho đại chúng chỗ nào không thích nghe liền bịt tai lại như vậy chúng tôi mới không gặp phiền hà quý vị cũng vui vẻ không giận tôi nghe nói để cho người tu hành giận sẽ không có phước báo đó chỉ là nghe nói chứ tôi không cảm thấy như vậy bây giờ có câu hỏi không chuyện tức giận cũng có thể nói ra đó cũng là lễ vật dành cho tôi Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần vấn đáp giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và thính chúng trong buổi thuyết giảng tại đạo tràng Tây Hồ Formosa vào ngày mùng 1 tháng 10 năm 1987 với chủ đề Âm Dương Quân Bình Mới Là Phật. Phần vấn đáp này được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Tiện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 4. môn quán âm phải chuẩn bị tâm lý như thế nào để tu cho tốt đẹp? Đáp, chỉ cần quý vị thật lòng muốn liễu thoát sanh tử là đủ rồi. Đó là sự chuẩn bị tâm lý lớn nhất. Muốn cầu giải thoát thật sự, muốn được thành Phật là có thể tu pháp môn quán âm. Nhưng e rằng khi quý vị tu rồi lại không muốn thành Phật. Vâng, lần đầu tiên gặp sư phụ, trong lòng rất kính trọng và cũng đã đọc qua sách của sư phụ nhưng chưa khai ngộ có phải vì chưa ăn chay nghiệp chướng quá nặng chăng đáp tư tưởng của chúng ta rất mạnh muốn gì sẽ có đó cho nên có câu nhất thiết vi tâm tạo tu hành rồi tâm lực của chúng ta càng mạnh bởi vì chúng ta dùng đến lực lượng của mình khai ngộ tức là mở cái lực lượng này để sau này ngày ngày có thể dùng đến lúc đó thân khẩu ý của chúng ta đều phải sạch sẽ nếu không với lực lượng mạnh như vậy mà chúng ta không nghĩ chuyện tốt có phải sẽ càng xấu hơn không có hiểu ý không nếu như lúc đó chúng ta muốn giết người không cần dùng dao người đó cũng sẽ bị hại cho nên điều quan trọng nhất đối với người tu hành là thân khẩu ý phải sạch tôi khuyên quý vị ăn chay là để nuôi dưỡng lòng từ bi của quý vị khi lực lượng của quý vị to lớn rồi mới có thể dùng vào việc tốt thí dụ chúng ta đem một cọp con về nuôi mỗi ngày cho nó ăn thịt khi nó lớn lên rủi có một ngày nó không có thịt để ăn nó sẽ ăn ai con cọp đó sẽ ăn người bởi vì nó đã quen ăn thịt và chúng ta không có trưởng dưỡng lòng từ bi của nó mỗi ngày không đem đậu hũ mì căng cho nó ăn đương nhiên nó sẽ ăn thịt cho nên phật thích ca môni nói người tu hành tọa thiền nếu không ăn chay sẽ không thành phật được cùng lắm chỉ thành ma vương thành ma vương là hay lắm rồi bởi vì ma vương là địa vị cao nhất trong tam giới điều khiển sinh hoạt trong tam giới là quốc vương trong tam giới địa vị của ma vương cùng lắm là đạt đến phạm thiên là một lực lượng rất lớn rất thần thông không thể nghĩ bàn nhưng không thể siêu tam giới bởi vì lòng từ bi không đủ âm dương còn chưa học xong âm vẫn còn nhiều dương lại rất ít khác nhau là ở điểm này có hiểu không cho nên đừng hỏi tôi vì sao cần phải ăn chay quý vị muốn siêu thoát tam giới thì phải ăn chay tâm từ bi rất quan trọng nếu như chúng ta có lực lượng nhưng không có lòng từ bi chúng ta sẽ dùng bậy lực lượng đó có hiểu ý của tôi không cũng như có người thật to lớn thật mạnh mẽ mà lại thật hung ác đối với xã hội người đó rất nguy hiểm ngược lại nếu có một người rất từ bi lại cao lớn có sức mạnh họ sẽ giúp đỡ người khác rất nhiều họ sẽ dùng sức lực của thể xác giúp người ta mang đồ đạc sửa đường gánh vác vật nặng giúp đỡ rất nhiều người nhưng nếu họ không có lòng từ bi bác ái họ sẽ dùng sức lực đi đánh nhau hoặc giết người như vậy có phải càng tệ hơn nếu là người yếu đuối cho dù có lòng ác cũng không nguy hiểm bằng bởi vì họ đánh người như là gãi ngứa không đến nỗi gì vâng nếu sau khi thọ pháp rồi mà mỗi ngày không thiền được hai tiếng rưỡi thì sao đáp thì đừng có tu nếu thật sự thành tâm thành ý nhất định sẽ có thể làm được ngủ ít một chút bớt coi tivi một chút bớt coi báo một chút bớt gọi điện thoại bớt trò chuyện bớt thăm bạn một chút như vậy mỗi ngày sẽ dành dụm được rất nhiều thì giờ có hiểu ý không không nhất định mỗi lần phải ngồi hai tiếng rưỡi sáng dậy nhân lúc chồng và con chưa thức giấc tọa thiền một tiếng đồng hồ tối đến ngủ trễ một chút thiền thêm một tiếng lúc nghỉ trưa tọa thiền thêm nửa tiếng nữa là đủ quý vị thường đem tình cảm đàn bà ra hỏi tôi đến đây nên nghiêm túc một chút chớ nên hỏi bừa bãi uổng phí thời gian và nguyên khí của tôi. Tôi không có giỡn với quý vị. Lúc nào giỡn đương nhiên có thể giỡn. Nhưng khi hỏi về chuyện tu hành thì không nên như vậy. Vẫn. Trước kia con rất thích ăn thịt. Không ăn sẽ thấy khó chịu lắm. Nhưng sau khi đọc sách của sư phụ rồi, hễ thấy thịt là buồn nôn. Tại sao vậy? Đáp. Mừng cho cô đã thành quái nhân. Tôi đã nói rồi, tu pháp môn quán âm rất nguy hiểm. Cô chưa có tu, chỉ đọc sách của tôi đã nguy hiểm như vậy. Tu rồi, sợ rằng ngay rau cải cũng không muốn ăn, khỏi cần nói đến thịt. Cho nên tốt nhất đừng có tu. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật Thích Ca Mâu Ni có nói, bất luận ăn gì đều phải tưởng tượng như là ăn thịt của con mình vậy. Kinh Lăng Nghiêm chương 4 Ý Ngài muốn nói, người tu hành hay là hòa thượng dù lúc ăn rau cũng nên nghĩ rằng đó là thịt của mình khó mà nuốt xuống hà huống là ăn thịt có hiểu được không thật vậy tu nhiều rồi dù rau cũng không muốn ăn bởi vì rau cũng có sanh mạng chỉ có ý thức tham sống sợ chết hơi nhỏ cho nên lúc ăn chúng chúng không đau khổ lắm vạn vật đều là phật cho nên chúng ta ăn rau cũng là ăn phật trong vũ trụ có một lực lượng rất vĩ đại, chiếu rọi hết tất cả chúng sanh, trưởng dưỡng tất cả chúng sanh. Nếu như không có lực lượng này, sẽ không có chúng sanh. Cho nên chúng ta thường nói, Phật quan thường chiếu. Phật quan ý chỉ lực lượng lớn này. Nếu như chúng ta muốn thấy được lực lượng lớn này, sẽ được thấy dưới dạng ánh sáng. Nếu như muốn nghe Phật âm này, nó sẽ biến thành một thứ âm thanh siêu thế giới. Trong kinh Phổ Môn gọi là Thắng Bỉ Thế Gian Âm, có hiểu ý của tôi không? Khi lực lượng này hòa nhập vào thực vật thì biến thành cỏ cây, vào thân thể thì biến thành người, vào thân động vật thì biến thành heo, gà, vịt, vân vân. Cho nên thực vật đương nhiên cũng là từ lực lượng này tạo ra, chỉ khác bề ngoài mà thôi, bên ngoài được bao bọc khác nhau nên nhìn thấy khác kỳ thật lễ vật bên trong hoàn toàn giống nhau thí dụ như lễ trung thu chúng ta tặng rất nhiều lễ vật tuy là mua một thứ quà nhưng dùng giấy gói khác nhau nên nhìn thấy khác khi mở ra rồi bên trong đều như nhau cho nên rau cải cũng là thượng đế cũng là phật cũng là lực lượng của tạo hóa không có gì đặc biệt người xấu cũng do thứ lực lượng đó kích động mới thành xấu nói cách khác tức là người xấu cũng là lực lượng đó tạo ra thí dụ có hai người một người rất tốt một người rất xấu nếu như hai người chết cùng một giờ lúc đó ai đi mất rồi thân thể của hai người sẽ biến thành như nhau đều không thể ngồi dậy được cho dù người đó tốt cũng không thể ngồi xuống lúc đó tốt xấu sẽ đi đâu rồi có phải đi về bên lực lượng vĩ đại không lực lượng vĩ đại này có âm có dương vật âm chạy đến chỗ âm vật dương chạy đến chỗ dương bất cứ chạy đến đâu đều vẫn ở trong lực lượng vĩ đại này có hiểu ý của tôi không cũng như tôi vậy trên có đầu dưới có chân đầu và chân đều là của tôi quý vị không thể nói chúng ta chỉ tôn kính đầu của sư phụ cho nên chặt chân của sư phụ đi có được không chân tuy xấu nhưng vẫn là của tôi có hiểu không trong bụng của tôi tuy không có đẹp nhưng quý vị cũng không thể nói sư phụ bụng của ngài dơ quá chúng con muốn đem phần cơ thể này đi chúng con chỉ tôn kính đầu của sư phụ thôi bởi vì tôi còn cần bộ phận này để chứa thức ăn không có cơ tạng này những gì mình đã ăn sẽ phải tiêu hóa ở đâu thí dụ căn biệt thự đương nhiên rất đẹp nhưng trong đó cũng cần có phòng vệ sinh không phải là mọi người đều phải ngủ trong phòng này nhưng mà chúng ta cần phải có cho nên âm dương đều tốt người xấu người tốt đều được hết quỷ rất tốt ma rất tốt phật cũng rất tốt có hiểu ý của tôi không nhưng bởi vì quý vị muốn thành phật nên mới cần tu hành không muốn thành phật thành ma cũng được cũng có công dụng bởi vì người trong địa ngục cần ma đến giúp họ mau rửa sạch nghiệp chướng. Ví dụ, y phục chỉ dơ một chút, chúng ta có thể lấy nước vò đi là sạch. Nhưng có thứ y phục quá dơ, cần phải dùng bột giặt, ngâm 2-3 ngày. Nếu giặt vẫn không sạch, thì phải dùng thuốc tẩy, có mùi khó ngửi, lại dễ hạ da, để ngâm. Dùng thứ hóa chất mạnh nhất, độc nhất, mới có thể rửa sạch chỗ dơ. Y phục của chúng ta mới có thể thành trắng thuốc đó uống vào rất độc, không ai muốn uống. Chúng ta nên để các độc chất này ở chỗ cao, không cho trẻ con đụng đến. Mặc dù thuốc tẩy rất có hiệu dụng, giúp chúng ta giặt sạch bộ đồ dơ. Địa ngục cũng vậy, là để giúp cho chúng ta, nhưng chúng ta nên thận trọng, chứ nên chạy đến địa ngục để nhờ rửa cho sạch nghiệp chướng. Chúng ta bây giờ nên tìm một vị minh sư du hòa tại thế rửa từ từ thì vui hơn đợi cho ma đến rửa e rằng không có hay lắm sẽ rất đau khổ vấn một vị đại tu hành làm sao có thể khiến cho thú dữ biến thành rất nhu hòa đáp việc này rất đơn giản thuộc về vấn đề từ trường tất cả chúng sanh đều có phật tánh một người mà phật tánh đã hoàn toàn phát triển sẽ hút phật tánh của chúng sanh ra cho nên lúc đó cọp sẽ quên mất nó là cọp mà chỉ hiển lộ Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nếu như dùng Phật tâm nhìn một con chó, chó cũng là Phật. Như hồi nãy tôi đã nói, người đại tu hành không có tâm phân biệt. Hòa thượng Quảng Khâm tu hành rất tốt, ít nhất đã đạt đẳng cấp A-La-Hán, có thể làm cho giả thú phục tùng, làm cho sư tử, cọp, trở nên ngoan ngoãn như chó mèo và được chúng tôn kính. Thiền sư Ngưu Đầu Pháp khi tu tại núi Ngưu Đầu, xung quanh toàn là giả thú chạy tới chạy lui khắp nơi, rắn cũng bò tới bò lui, nhưng chúng không làm thương hại ngài. Như thế cho thấy ít nhất ngài cũng thuộc đẳng cấp A La Hán. Có lẽ tôi chưa đạt đẳng cấp đó, bởi vì mũi cũng chích tôi, cũng không phải là hãy đến nơi nào cũng bị chích. Chúng muốn chích là chích tôi cũng để cho chúng được tự do, có hiểu không? Khi tu đến quả vị A-la-hán, sẽ biết, động vật sẽ phục tòng mình, chim, vượng đều biết mang hoa quả đến cúng dường. Đó là điểm đặc biệt nhất của A-la-hán. Có thể nói là đặc sắc của A-la-hán. Xưa kia, có một người tu hành rất tốt, ở trên núi có chim muôn đem hoa quả đến cúng dường. Nhưng mà tu đến một khoảng thời gian sau, lại không còn nữa tại vì chim chóc không biết ngài ở đâu đánh hơi không thấy cái ngã của ngài ở đâu cho nên không có đem hoa trái đến cúng giường chứ không phải đẳng cấp của ngài rớt xuống vâng hồi nãy nghe những lời khai thị của sư phụ cảm thấy nên theo sư phụ học sư phụ nói mũi có chích sư phụ nhưng ngày ở căn nhà tiểu bạch cung nghe sư phụ khai thị con nhận thấy mũi không có chích sư phụ mà đến chích chúng con đáp quý vị toàn là những bồ tát đến đây để cứu tôi bởi vì mũi nó chích bồ tát có phước báo hơn nên không để ý đến người phàm phu này hút máu của bồ tát không phải dễ cho nên khi huyền trang đi tây phương thỉnh kinh có nhiều ma quỷ muốn ăn thịt ngài nghe nói ăn thịt bồ tát sẽ trường thọ sẽ có nhiều thần thông phước báo hôm đó quý vị đến rất đông mũi rất bận hồi giờ chưa từng thấy có nhiều bồ tát đến đâu như thế cho nên chúng nó liền chích quý vị tôi mỗi ngày ở một chỗ có lúc bị chích có lúc không bị chích chích người phàm không có hữu ích nên chúng cảm thấy chán vì vậy khi quý vị mới tới mũi liền bắt lấy cơ hội tấn công muốn theo tôi học cũng được nhưng phải biết rằng tôi cũng bị mũi chích cũng phải lấy thuốc thoa khi có bệnh cũng không thể tự chữa, bất cứ đông y sĩ thăm mạch cho tây y thử máu, kết quả đều là tôi không có bệnh. Sự thật, tôi có bệnh mà không ai biết được, cho nên tôi không muốn mở miệng nói. Tôi bệnh rồi, bởi vì sẽ không có người nào tin. Các bác sĩ đều báo cáo không có bệnh, nhưng tôi bệnh thật, chỉ có tôi biết, người khác thì không tin. Quý vị đừng tưởng rằng Tu hành rồi mũi sẽ không chích, rắn cũng không cắn, hay là cọp sẽ đến quy y cúng dường. Theo tôi học, đừng nên ham cầu những kết quả này. Không biết chừng quý vị cũng có hay là không có những thứ này. Điều này không nhất định. Như mũi vậy, muốn chích là chích. Nó không nói cho tôi biết trước. Tu pháp môn quán âm kỳ cục như vậy đó. Không biết được mình là A-La-Hán hay là Bồ-Tát cũng không hiểu được đẳng cấp của mình ở đâu không biết chừng tu hành rồi sẽ biến thành chúng sanh kỳ quặc như bồ đề đạt ma có người hỏi ngài ngài là ai ngài cũng không biết những người tu thiền rất lâu đối với những câu hỏi này họ nhất định trả lời được hay có thể họa gì đó cho người ta biết đẳng cấp của họ cũng có thể miệng niệm những thiền ngôn thâm ảo nghiệp chướng vốn là không chúng sanh vốn là có sắc bất gì không không bất gì sắc vân vân người ta mới biết đẳng cấp của họ như thế nào người tu pháp môn quán âm không có tình trạng này tôi cũng không dạy quý vị những thứ đó quý vị tu pháp môn quán âm rất có thể sẽ thất vọng có hiểu không đương nhiên tu hành cũng có ích lợi chứ không phải không có nếu như không có chúng ta tu làm chi không có lợi ích tức là lỗ vốn Vũ trụ của chúng ta có nhiều thứ, tu hành rồi cái gì cũng không có, vậy chẳng lẽ lỗ vốn? Đương nhiên là có ích lợi mới tu, nhờ ích lợi đó mà tu, nhưng không nói ra được, không thể cho người ta xem, lại không thể họa ra được. Quý vị có biết 10 bức họa của Thiền Tông không? Bức thứ nhất là tầm ngưu, bức thứ hai là kiếm tích, bức thứ ba là kiếm ngưu, vân vân nhưng thứ đó đối với chúng ta chẳng dùng vào đâu được cho nên tôi cần nói rõ để quý vị biết quý vị cũng nên nghĩ cho kỹ trước để đừng nói tôi gạt quý vị tưởng rằng tu rồi cọp sẽ đến cho quý vị rờ đầu không có chuyện đó đâu thấy cọp thì phải chạy liền còn không cũng nên có phản ứng lập tức đừng ở đó chờ nó đến cho rờ đầu rất nguy hiểm đừng có tưởng rằng tu hành cao loài vật sẽ đến làm quen không đâu, nó đánh hơi thấy mùi thịt của mình mới đến đó. Cũng đừng có mạo hiểm đến chỗ có nhiều mũi để tu hành. Rất có thể tu hai ba ngày sau sẽ chỉ còn nắm xương. Tu pháp môn quán âm rất tầm thường, phải lo cho mình. Mỗi ngày cần phải ăn uống đầy đủ chất bổ. Mùa đông phải mặc cho ấm, mùa hạ phải mặc ít một chút. Ăn cơm cũng nên ăn những thực phẩm có dinh dưỡng, có chất đạm. Chứ không phải tu pháp môn quán âm rồi không còn lo cho thân xác này nữa. Có hiểu được không? Có người chắc còn chưa hiểu, vẫn thích rờ đầu cọp. Tôi không dám đến chỗ có cọp ở. Rủi có một ngày, nó không thấy được Phật tánh của nó, chỉ thấy bụng của nó trống rỗng. Thấy tôi ngồi đó, yếu đuối hơn, rất dễ đổ vào bụng thì sao? Cho nên tôi không muốn vào núi sâu tu hành vì sợ bị cọp gặm. Vẫn con có đọc một quyển sách của thiền tông tác giả cho biết khai ngộ không phải là chuyện dễ rất nhiều vị đại sư học trọn đời khó khăn lắm mới khai ngộ xin hỏi sau khi khai ngộ có phải đều biến thành không chăng đáp nếu như cái gì cũng không nghĩ như vậy chẳng lẽ biến thành đá hay sao chúng ta vốn có rất nhiều thứ tu hành rồi đều biến thành không như vậy chẳng lẽ lỗ vốn rồi sao đừng nghe lời của hàng đại sư đó. Họ tưởng rằng tu hành rồi đều trở về không. Nếu như vậy, tôi không muốn tu. Như vậy là lỗ vốn. Chúng ta vốn đã có trí huệ, sao lại biến thành không được? Đá cũng là không, cho nên tu như thế là mất đi chính mình. Thiền sư thường dạy chúng ta phải tuyệt tư tưởng. Đừng có nghĩ bậy bạ, làm đầu óc trở về con số không. Không thể nào trở về zero được trở về zero không phải ý đó zero là chỉ đạo này không phải không cái gì cũng không có zero là chỉ bản la diện mục ý là nguyên thủy nơi khởi thủy chúng ta không có tâm phân biệt không chia tốt xấu muốn không có tạp niệm không dễ như vậy muốn trở về zero ý bảo rằng chúng ta nên tu pháp môn quán âm bởi vì khi tu pháp môn quán âm sư phụ sẽ giúp cho mình trở về nguyên thủy lúc đó mới thật là an tâm chuyện này không thể nào nói ra bằng ngôn ngữ và cũng không thể nói vâng con rất muốn theo sư phụ học nhưng chờ con lo liệu việc nhà xong rồi mới theo sư phụ học có được chăng đáp nếu như thành tâm thì được không thành tâm thì đừng đến hoặc sẽ bị tôi đuổi về lúc đó anh sẽ bực tức cho nên hãy tự hỏi mình trước mình có thành tâm không không nhất định phải tin tôi liền nhưng phải thành tâm cầu đạo bởi vì như tôi mới nói quý vị làm sao tin liền phải có thể nghiệm rồi mới tin không có thể nghiệm thì đừng vội tin coi nhiều nghe nhiều rồi mới tin đọc sách của tôi cho nhiều tự hỏi coi có đồng ý không đợi tu hành rồi có thể nghiệm có tấn bộ cảm thấy rất vui vẻ có ích lợi trí huệ khai mở lúc đó mới tin nhưng cần phải có lòng thành thành tâm khác với tin tưởng nếu như quý vị thành tâm vì cầu đạo vì muốn liễu thoát sanh tử mà đến tôi không ép quý vị tin tôi thành tâm là đối với mình thành tâm còn vấn đề tin tưởng có thể đợi tu hành rồi mới có không nhất định tin liền có hiểu không chưa mua vật đó cũng chưa dùng qua làm sao tin được phải mua về dùng mới biết được thấy tốt thật mới tin đa số người đều ép mình phải tin họ tin có thiên đàng địa ngục có phật a di đà có quán âm bồ tát nhưng không cho mình một chút thể nghiệm nào quán âm bồ tát như thế nào mình cũng không biết một tí ánh sáng của ngài mình cũng không chứng nghiệm được phật âm của ngài ra sao mình cũng chưa được nghe qua như vậy thì tin cái gì Tôi tuyệt đối không bắt buộc người khác tin, nhưng phải thành tâm vì cầu đạo mà đến. Vấn: Xin hỏi xưng hô với người xuất gia nên như thế nào? Đáp: Quý vị muốn xưng hô làm sao cũng được, xưng hô lễ phép không quan trọng bằng sự thật tâm lễ phép. Đa số gọi người xuất gia là thiền sư, nhưng nếu quý vị muốn kêu là sư phụ hay thanh hải đều được hết, danh xưng không quan trọng lòng thành của quý vị mới là tối quan trọng. Vấn, con từng tiếp xúc với một thứ pháp môn, cũng dạy cách nhìn ánh sáng, nghe âm thanh, hình như rất giống pháp của sư phụ dạy. Đáp, nếu anh không muốn thọ pháp này, tiếp tục tu pháp môn của anh cũng được, tôi không ép. Chỉ nói cho nghe mà thôi. Trong sách cũng có nói, có những thiền sư khác cũng dạy pháp môn tương tự nhưng trên thực tế lại khác hẳn ở âu lạc các thiền sư đó có rất nhiều ở mỹ cũng có ở ấn độ đã có hai ba loại nhìn thấy như là giống nhau trên thực tế hoàn toàn khác biệt pháp môn tôi dạy rất rõ ràng có quy luật là tối thượng còn họ là từ chỗ khác cấp pháp về dạy bậy cũng không rõ rệt không đàng hoàng mà chỉ dạy có một nửa dạy một phần chứ không phải dạy hết 100%, cho nên các học trò của họ sau này không thể tiếp tục tu hành. Thí dụ, rủi người dạy qua đời, các người này không thể tiếp tục tu hành, bởi vì họ chỉ được dạy bước thứ nhất mà không dạy bước thứ hai nên làm như thế nào, có hiểu không? Bây giờ ở Ấn Độ cũng có cách dạy dở dang đó. Có khi bởi vì sư phụ của họ rất nghiêm khắc, muốn khảo nghiệm học trò nên không dạy hết hoàn toàn. Nhưng Phật Bồ Tát không có lo chuyện này, bất luận mình tu hay không, họ vẫn truyền hết 100% cho mình. Sau này mình không tu, họ cũng không làm gì mình. Nếu như chỉ dạy một phần thôi, rủi vị thiền sư đó đi mất, mình sẽ không biết cách tu hành tiếp. Sư kia tại Ấn Độ có một vị đại sư chỉ dạy người ta có một câu thôi, ví dụ Ngài chỉ dạy cho mình mật ngữ của thế giới thứ nhất. Còn thế giới thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, tám, vân vân thì không cho biết. Khi mình tu đến đẳng cấp của thế giới thứ nhất, rồi mới đến kiếm Ngài, Ngài mới dạy mình mật ngữ của thế giới thứ hai. Quy chế Ngài định rất gắt. Nhưng trước khi học trò của vị minh sư này đạt đến thế giới thứ hai, Ngài đã vãng sanh. Vị đệ tử này chỉ còn cách tái sanh tìm minh sư tu học, nhưng vị minh sư này chỉ dạy người học trò đến thế giới thứ hai mà thôi. Chưa tu xong, người thầy này lại vãng sanh nữa, người học trò lại đầu thai một lần nữa, tìm minh sư khác tu học, cuối cùng tìm đến sư ông của tôi. Đó là chuyện xảy ra gần đây, hơn mười mấy năm về trước mà thôi. Người đó nói với sư ông: "Sư phụ, lần này con cần một tấm bản đồ nguyên vẹn." không muốn có một nửa, cũng không muốn một phần. Con đã trở lại hai lần rồi. Mỗi lần đại sư chỉ dạy con một chút mà thôi. Chưa học xong, thầy con đã vãng sanh rồi. Vì vậy, con cầu xin Ngài, truyền hết cho con. Rủi Ngài vãng sanh, con mới có thể tiếp tục tu hành. Có lúc, tôi cũng cảm thấy rất buồn bực, bởi vì chúng sanh không những không cảm kích pháp môn tu hành thù thắng này, còn phỉ bán tạo nghiệp, nhưng tôi vẫn tiếp tục truyền pháp môn 100% này, bởi vì vẫn có người rất thành tâm. Truyền toàn bộ trọn vẹn như vậy, rủi như ngày mai tôi đi rồi, quý vị còn có thể tiếp tục tu hành. Nếu như chỉ truyền có một nửa, tôi đi rồi, quý vị phải trở lại một lần nữa để học tiếp. Nếu không, quý vị vẫn không thể siêu tam giới. Có những đại sư khác, tuy cũng nói cùng một thứ pháp nhưng họ sẽ dạy giáo lý trước mỗi tháng cho mình một phần giáo lý để mình hiểu trước rồi hai năm sau mới truyền pháp lúc truyền pháp cũng chỉ dạy một câu thôi không có công khai như tôi vì muốn cho chúng sanh một đời giải thoát vĩnh viễn không trở lại nên tôi đã truyền hết một cách trọn vẹn chỉ trong một lần quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đạo Tràng Tây Hồ Formosa vào ngày 1 tháng 10 năm 1987 với chủ đề Âm Dương Quân Bình Mới Là Phật. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 4.